có đến 4 ngôi chùa tọa lạc, nên từ lâu, hẻm 498 đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp, nổi tiếng với tên gọi hẻm thiền duy nhất tại Sài Gòn. Hẻm thiền dài chưa đến 1 cây số và rộng khoảng 2 mét. Thế nhưng lạc vào nơi đây, bạn sẽ ngạc nhiên khi không gian vô cùng yên bình, trầm mặc và xanh mát. Mọi náo nhiệt, xô bồ của phố thị ngoài kia dường như bị bỏ lại sau lưng. Đầu hẻm là tịnh xá Ngọc Phương, ra đời hơn 60 năm trước. Tịnh xá là nơi nuôi dưỡng biết bao đứa trẻ là con lai bị bỏ rơi sau năm 1975. Cuộc đời biến động của những đứa trẻ ấy nhờ nương tựa cửa Phật mà được an yên và thay đổi tốt hơn. Nhiều người, dù có được cuộc sống tốt ở bên Mỹ, vẫn không quên nơi đã đùm bọc mình trong thời thơ ấu cơ nhở. Để có nguồn nuôi nấng như đứa trẻ, các ni cô của tịnh xá Ngọc Phương làm bánh mứt dịp lễ Tết. Ngày nay, đây vẫn là nguồn thu nhập chính để các ni cô duy trì hoạt động từ thiện tại tịnh xá. Đi về bên trái tịnh xá Ngọc Phương là một lối nhỏ dẫn vào chùa Châu An và chùa Huệ Đức. Chùa Châu An được xây dựng từ năm 1952 và cũng là ngôi chùa đầu tiên trong con hẻm này. Theo trí nhớ của những ni cô cao tuổi, ngày ấy con hẻm này là một vùng đất đầy cỏ dại, tre trúc, nhà cửa của dân thưa thớt lụp sụp. Ngôi chùa Châu An và các chùa mới dựng được lợp tạm bằng mái lá. Cuộc sống khó khăn nên các sư cô sư thầy ngày ngày đi hái măng, rau dại ăn qua bữa. Về sau, nhờ tấm lòng thiện tâm của người dân, các ngôi chùa được nâng cấp lại khang trang, đẹp đẽ hơn. Ngoài cái việc tu học của quý ni ra là còn cái việc từ thiện cho xóm làng xa gần. Vì thế cho nên cái tịnh xá Ngọc Phương nó vẫn là đặc biệt. Nó đặc biệt, nó hơi nổi cộm hơn một chút cái vấn đề đó. Xong mà mình không phải ý vào cái việc đó, nhưng mà mình vẫn tu học tốt. Phật tử mà đến đây mình vẫn là hướng dẫn cho người ta đi đúng con đường của Phật dạy, con đường đối với tổ quốc, dân tộc. Lúc nào mình cũng hướng dẫn cho người ta có những cái niềm tin đối với dân tộc, đất nước, đồng thời cũng là một Phật tử chân chính. Cuối hẻm là chùa Già Lam, có tuổi đời cũng bằng tịnh xá Ngọc Phương. Những thầy phong thủy từng phán rằng vùng đất này có long mạch tốt, ba ngôi chùa trong hẻm ghép lại thành hình con rồng. Trong đó, chùa Châu An là đầu rồng, tịnh xá Ngọc Phương là bụng rồng và chùa Già Lam là đuôi rồng. Người dân tin vào lời phán này vì từ khi ba ngôi chùa được xây dựng lại khang trang thì tất cả nhà dân trong hẻm cũng đều được thay ngói mới, đời sống của họ phất lên nhanh chóng. Hẻm thiền còn quen thuộc với nhiều người Sài Gòn vì nơi đây còn là chỗ dựa tinh thần và hỗ trợ vật chất cho những bệnh nhân nghèo ở bệnh viện ung bướu. Đều đặn các ngày rằm, chùa Châu An đến bệnh viện đón khoảng 200 bệnh nhân về chùa để nói chuyện, niệm Phật và tặng quà cho tinh thần họ được thoải mái, thêm niềm tin để vượt qua bạo bệnh. Người dân nơi đây cũng hiền như tên hẻm, sống trong tiếng chùa vang vọng nên dường như họ dần ảnh hưởng cách sống của Phật Pháp. Họ sống chậm và trầm lặng, hiếm thấy ồn ào hoặc gây gỗ lớn. Họ đoàn kết, biết giữ gìn vệ sinh chung và luôn giúp đỡ nhau. Những con ngõ góc nhà trong hẻm đều rất sạch sẽ. Mỗi dịp lễ hay chùa cần có việc gì, người dân xung quanh đều sẵn tay giúp đỡ như việc nhà. Chiều chiều, tiếng tụng kinh, gõ mõ lại vang lên. Không gian như lắng lại, thời gian như chậm đi ở hẻm thiền giữa phố thị. Tiếng kinh vang vọng cả con hẻm, khiến người nghe cảm thấy bình an và dễ gánh hồng trần. Vào những ngày rằm hay lễ Tết, hẻm thiền là nơi tìm đến những tấm lòng hướng về Phật Pháp. Những con người hướng thiện cho đi, không nhận lại, và của những người muốn tìm sự thanh tịnh, phía sau chốn thị thành bon chen, ồn ào.